Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. Luyện từ và câu, trang 25. Viết một đoạn văn ngắn từ 2 đến 3 câu về quê hương em hoặc nơi em ở. Chỉ ra các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn đó. Bài làm. Nha Trang quê em là một thành phố biển với nhiều loại hải sản tươi ngon cùng những bãi biển đẹp. Khu vui chơi rộng lớn, thành phố thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm. Mọi người nơi đây ai cũng rất thân thiện, hiếu khách, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Trên đoạn văn có các từ là danh từ chung, là từ quê em, thành phố, biển, hải sản, bãi biển, khu vui chơi, khách, ai. Danh từ riêng là Nha Trang. Đoạn văn thứ hai, Thái Nguyên quê hương em rất tươi đẹp. Dòng sông Cầu uốn lượn lững lờ trôi bên những rừng cọ xanh ngút ngàn. Nơi đây nổi tiếng chè Thái với vị ngon đặc biệt. Em mong quê hương mình sẽ ngày một phát triển hơn nữa. Trong đoạn văn, các danh từ chung là quê hương, em, dòng sông, rừng cọ, chè, mọi người. Và các từ là danh từ riêng là Thái Nguyên, Cầu, Thái. Các đoạn văn về quê hương em hoặc nơi em ở và chỉ ra các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn đó. Đến đây là hết rồi. Cô chào các con.